Nếu ai trong chúng ta thấy được sự vất vả thì chúng ta phải ngang qua con sông Sài Gòn để đi về quận 2, quận 9, Thủ Đức. Và giờ đây chúng ta đi bằng một cái ngôi hầm Thủ Thiêm chỉ trong vòng vài phút, trong đó có sự đóng góp của quý thầy cô, thì chúng ta sẽ thấy sự giá trị của nó như thế nào. Phát biểu trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhắc đến công trình hầm Thủ Thiêm như là một sự tự hào trong hệ thống giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Cũng trong dịp này, trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Trường Đại học Giao thông Vận tải là cái trường mà có cái thành tích rất lớn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhiều ứng dụng thực tiễn đã được nhà trường chuyển giao trong cái thực tiễn trong cuộc sống, đóng góp quan trọng vào phát triển của địa phương. Hơn 30 năm kể từ khi thành lập, trường đã có nhiều đóng góp cho hệ thống giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, ghi dấu ấn với các công trình như hầm Thủ Thiêm nối quận 1 và quận 2, đường Dương Xác, huyện Cần Giờ. Nếu chúng ta thấy sự vất vả từ ngay dòng sông Nhà Bè chạy ra đến bãi biển, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ nếu không có con đường Dương Xác mà chính thấy cô ở đây đóng góp, thì chúng ta sẽ càng trân quý những giá trị đó như thế nào. Ông Phạm Đức Hải hy vọng thời gian tới, trường sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt khi ba quận của Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập để thành lập Thành phố Thủ Đức. Và các bạn, hãy đặt hàng cho mình, hãy suy nghĩ cho mình, hãy chủ động. Chúng tôi bây giờ phát thảo ra Thành phố Thủ Đức đó, nhưng mà cái giao thông ở đó như thế nào cũng là một điều đang thách thức, cũng là một vấn đề đang đặt ra. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói bây giờ những con đường ở Thành phố Thủ Đức phải có những con đường là chạy xe không người lái. Vậy con đường đó là như thế nào? Mong các bạn hãy đặt hàng, các bạn suy nghĩ về những điều đó. Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 4 năm 1990. Ban đầu là cơ sở 2 của Trường Đại học Giao thông Vận tải đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ việc đào tạo một ngành là ngành kinh tế vận tải với 100 sinh viên khi mới thành lập năm 1990, đến nay phân hiệu có 15 ngành với 69 chuyên ngành đào tạo đại học với quy mô đào tạo gần 7.000 sinh viên các hệ và học viên cao học, với số lượng kỹ sư cử nhân đã đào tạo được là trên 22.000. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã tạo lập được giá trị riêng, đóng góp vào sự phát triển ngành giao thông vận tải nói riêng và đất nước nói chung.